Bố mẹ mất tích khi đi đánh cá, ba con nhỏ dõi mắt ra biển ngóng tin. Tối 22 tháng 3, ông Lê Công Thuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Dương Văn Toán, sinh năm 1985. Thi thể anh Toán được phát hiện tại vùng biển thuộc khu vực đảo Sơn Dương, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, cách bờ gần 7 hải lý. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về bờ bàn giao cho người thân, chính quyền địa phương lo hậu sự. Anh Toán cùng vợ Phạm Thị Làng, sinh năm 1988, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, mất tích trên biển từ ngày 17 tháng 3. Cơ quan chức năng cùng người dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại. Những ngày qua, phía trên bờ, nhiều người dân bà con lối xóm và ba con nhỏ, cháu đầu học lớp 8, cháu thứ hai học lớp 7 và cháu út học lớp 6 của anh Toán chị Làng đứng trên bờ biển ngóng tin. Hình ảnh về ba đứa trẻ đứng buồn bã, dõi mắt về phía biển khơi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Mọi người để lại bình luận động viên và cầu mong một phép màu sẽ đến với gia đình. Xong đến nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người bố, còn người mẹ vẫn mất tích. Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Toán thuộc diện khó khăn, sống trong căn nhà lụp sụp. Hằng ngày, vợ chồng anh Toán làm nghề đánh bắt hải sản trên biển để nuôi các con ăn học. Như thường lệ khuya 16 tháng 3, anh Toán cùng vợ sử dụng tàu cá 90 CV dài 9 m đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Kỳ Anh. Sau đó người thân không thấy họ trở về. Trưa 17 tháng 3, người dân phát hiện tàu cá của anh Toán trôi dạt tại khu vực Hòn Chim thuộc đảo Sơn Dương, cách bờ biển cảng Sơn Dương khoảng 5 hải lý. Họ không thấy ai trên tàu, chỉ có một số ngư lưới cụ. Cơ quan chức năng địa phương nhận định vợ chồng anh Toán đã gặp nạn trên biển, bị sóng lớn cuốn mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh sau đó cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ sử dụng cano phối hợp với lực lượng địa phương cùng người dân tìm kiếm. Bình Phước thu giữ hai xe máy chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ. Ngày 23 tháng 3, Thiếu tá Trần Văn Trung, đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, tổ công tác của đơn vị phát hiện thu giữ hai xe máy được hai đối tượng chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 3, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp với đồng biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tiến hành tuần tra kiểm soát biên giới. Khi đi đến khu vực vành đai biên giới cách cột mốc 64 trên 10, khoảng 400 m thuộc ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốt, phát hiện hai đối tượng chạy xe máy từ đường tuần tra vào hướng biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi các đối tượng thấy tổ công tác, bất ngờ bỏ lại hai xe máy và chạy nhanh về hướng biên giới qua Campuchia để tẩu thoát. Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi được khoảng hơn 300 mét thì bị mất dấu các đối tượng. Tại hiện trường, tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện hai chiếc xe máy do các đối tượng bỏ lại, gồm xe máy Honda loại Huawei RSX màu xanh đen, biển kiểm soát 48H1-23170, xe máy hiệu Yamaha loại Sirius màu đỏ đen, biển kiểm soát 93F1-09311. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa số tăng vật trên về đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. Hiện toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho công an huyện Bù đốp tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều cuộn thép rơi khỏi xe đầu kéo và chúng ba ô tô ở Hải Phòng. Chiều 23 tháng 3, trạm cảnh sát giao thông An Hưng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc xe đầu kéo làm rơi các cuộn thép rơi xuống đường khiến ba ô tô bị hư hỏng nhẹ. Khoảng 13 giờ 40 ngày 23 tháng 3, xe đầu kéo kéo rơ móc 8 chở nhiều cuộn thép đi trên quốc lộ 10, đoạn qua phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Khi đến km 24 400, xe rẽ phải về cầu kiền thì bất ngờ các cuộn sắt nặng hàng tấn trên rơ móc rơi xuống đường và đập vào ba xe ô tô khác. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, ba ô tô bị hư hỏng nhẹ sau va chạm. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đơn vị phối hợp với công an quận Hồng Bàng có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường để xử lý vụ việc. Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan các xe chở ống cọc bê tông, tấm tôn, cuộn sắt thép, không được chằng buộc cẩn thận nghênh ngang đi trên đường. Mới đây nhất ngày 21 tháng 3, chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở hàng chục cuộn sắt chạy từ quốc lộ 38 hướng đi Đông Khôi, Thuận Thành, Bắc Ninh. Khi đến ngã tư Đông Khôi, ba cuộn sắt bất ngờ rơi xuống đường. Sự việc xảy ra ban đêm, đoạn đường ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Trước đó khoảng 22 giờ 45 ngày 19 tháng 2, tài xế Vũ Quang Hưng, sinh năm 1979, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, lái xe container đầu kéo chở theo 4 cuộn inox đường kính 1,5 m. Khi tài xế đi đến nút giao Phạm Hùng Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, cầu giấy Hà Nội, ba cuộn inox trên rơ móc rơi xuống đường, lăn trúng chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ trên đường Phạm Hùng hướng đi khuất Duy Tiến cú va đập với cuộn inox nặng hàng tấn khiến ô tô hư hỏng phần đầu. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Hai tên cướp nổ súng khi trinh sát hình sự truy bắt Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Thảo, tức Thảo Lai, sinh năm 1994, và Trần Hoàng Kim Phát, tức Phát Lượng, sinh năm 1998, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Cả hai cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, sáng 10 tháng 3, ông Phan Trần Thanh Bảo, sinh năm 1986, ngụ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa, Vũng Tàu, điều khiển xe máy chở mẹ đi chợ, bị hai thanh niên áp sát, đạp ngã xe rồi giật dây chuyền vàng trị giá gần 18 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo lực lượng phòng cảnh sát hình sự chia làm 3 tổ trinh sát kết hợp các lực lượng xác minh truy bắt kẻ gây án. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, cảnh sát hình sự và người dân phát hiện hai kẻ có dấu hiệu nghi vấn trên đoạn đường qua xã Châu Pha, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhận thấy có công an truy đuổi, hai gã trai rút súng bắn nhiều phát, sau đó tiếp tục bỏ chạy về hướng Đồng Nai. Đến 18 giờ 30 ngày 11 tháng 3, tổ công tác phát hiện thảo lai Phát Lượng đang uống cà phê cùng bạn tại quán cà phê ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom nên bắt giữ. Khám xét nơi ở, công an thu giữ một súng ngắn, hai viên đạn, một ná bằng gỗ có dây cao su, một cây gậy dạng xích sắt dài 100cm. Thảo Lai và Phát Lượng khai nhận, từ tháng 12 năm 2023 đến ngày bị bắt, họ đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. đột nhập nhà dân phá két sắt trộm khoảng 500 triệu đồng. Ngày 23 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Tào Văn Đức, 35 tuổi, quê Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng 19 tháng 3, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, nam thanh niên trên lẻn vào căn nhà trên đường D9 nằm trong khu dân cư nói trên. Khi vào bên trong, người này phá két sắt lấy trộm nhiều tài sản gồm vàng, tiền mặt, trị giá khoảng 500 triệu đồng rồi tẩu thoát. Vụ việc được chủ nhà trình báo công an ngay sau đó. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức xác định và bắt giữ Đức. Hơn 3.800 phụ nữ bán dâm tại thành phố Hồ Chí Minh có phải con số thật? Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, năm 2023, Lực lượng liên ngành đã tổ chức 210 lượt truy quét mại dâm nơi công cộng, phát hiện 8 vụ và triệt phá 48 vụ mua bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Qua đó, phát hiện 397 người vi phạm với 128 người mua dâm, 155 người bán dâm và 114 chủ chứa, môi giới mại dâm. Con số phát hiện khá nhỏ vì thực tế lực lượng liên ngành mỏng. Năm 2023, lực lượng liên ngành chỉ kiểm tra được 107 cơ sở kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm khiêu dâm, kích dục, nhà hàng, quán bar, bia club, karaoke, khách sạn, massage. Trong khi đó, hiện thành phố Hồ Chí Minh có đến 4.526 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như trên với 10.416 nhân viên, tiếp viên làm việc. Chỉ riêng số cơ sở mà cơ quan chức năng xác định có nghi vấn về tội phạm đã là 280. Một con số khác thể hiện gần đúng số phụ nữ bán dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là từ công tác phòng chống HIVS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Trung tâm Công tác Xã hội Ánh Dương và các câu lạc bộ hỗ trợ người bán dâm. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trên đã tiếp cận và định kỳ phát bao cao su cho 3.815 phụ nữ bán dâm. Nếu tính cả tiếp viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì có đến 6.610 người đã nhận bao cao su của chương trình ngăn ngừa nguy cơ lây lan HIV. Con số này khá sát với thực tế vì chỉ riêng trên các website môi giới mại dâm trực tuyến đã quảng cáo hàng ngàn phụ nữ bán dâm theo địa bàn từng quận, huyện của thành phố. Trong tháng đầu năm 2024, cơ quan công an cũng triệt phá hàng loạt vụ chứa chấp mại dâm với quy mô lớn, có vụ phát hiện hơn 100 phụ nữ bán dâm. Đơn cử, ngày 1 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai người Hàn Quốc và ba người Việt Nam là quản lý nhà hàng Joy, quận 1 để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, nhà hàng này bị công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và phát hiện hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu, các quản lý điều tiếp viên nữ lên ngồi bàn phục vụ và đi bán dâm với giá 3,8 triệu đồng một lượt. Ngày 18 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhà hàng karaoke 98 trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Tại đây, công an thu thập được chứng cứ 4 quản lý quán tổ chức cho các nữ tiếp viên bán dâm với giá 5 triệu đồng. Bộ xương khô với 5 viên bi trong hộp sọ vạch mặt sát nhân. Ngày 25 tháng 8 năm 2009, phòng PC14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin tại khu ruộng lúa nhà ông Thảo Xeo Vu ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải, Bảo Thắng phát hiện một bộ xương khô nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo phòng PC14, phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi. Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía trầm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. Tử thi được xác định là của nam giới chết cách đó khoảng từ 4 đến 5 năm. Qua xác minh, Ông Vu, người được cho là mất tích 4 năm trước, có hai đời vợ, vợ cả có ba đứa con nhưng đã bỏ vào Đắk Lắc làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy bà vợ thứ hai tên là Hàng Thị Mỉ, 44 tuổi, cả hai đã có bốn người con. Vào thời điểm ông Vu mất tích, cậu con trai lớn là Thảo Xeo Phình, 23 tuổi đã có vợ là Thảo Thị Xúa. Tháng 3 năm 2009, Xúa cũng bỏ nhà đi mất tích, có thông tin là đi sang Trung Quốc. Khi sàng lọc thông tin, ban chuyên án được biết vào thời điểm ông Vu mất tích, Vợ thứ hai là Mỉ đang ở Simakai. Nguyên nhân bà Mỉ bỏ nhà vì thời gian đó, ông Vu đi uống rượu về đã đánh bà Mỉ một trận đau. Các trinh sát được một người trong làng cho biết, khoảng vào 3 giờ sáng một đêm đông đầu tháng 12 âm lịch năm 2005, vợ chồng họ có nghe tiếng súng nổ rất to tại nhà ông Vu. Sau đó mấy ngày, người hàng xóm có hỏi mình là em của Phình là hôm qua bố mày bắn gì mà to thế. Lúc đó, mình bảo là bố cháu lấy đĩa treo lên cây ổi bắn rồi bỏ đi rồi. Từ đó, Gia đình không báo công an xã và cũng không biết là ông Vu đi đâu. Khi tìm hiểu quan hệ gia đình ông Vu, các trinh sát được biết, Phình đã có một gia đình đầm ấm nhưng cũng bỏ nhà đi lang thang, hay trộm cắp vặt và mua bán phụ nữ. Sau đó, Phình cũng đi vào Đắk Lắc và Phú Yên. Vào tháng 8 năm 2008, Phình lấy cô Lê Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi. Tết 2009, Thảo Thị Súa vợ của Phình đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm chồng, nhưng Phình không về và đến tháng 3 năm 2009, Súa cũng bỏ đi mất tích. Qua nhiều nguồn tài liệu, các trinh sát có một thông tin rất quan trọng. Cuối năm 2007, Thảo Thị Súa có tâm sự với hai người quen của mình rằng ông Vu bị phình giết, trôn dưới mương nước. Ban chuyên án đã có đủ tài liệu khẳng định đối tượng gây ra vụ giết người trên là Phình. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, mũi công tác vào đến tỉnh Phú Yên. Xong lúc này, Phình đang đi làm nương cùng em vợ là Y Cường. Tổ công tác kiên trì mật phục và đến 15 giờ cùng ngày khi Phình trở về đã bị bắt giữ. Ngày 15 tháng 9 năm 2009, phòng PC14, công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Phình về hành vi giết người. Theo lời khai của Phình, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trong gia đình. Ông Vu uống rượu vào thường hay đánh vợ và con. Trước hôm xảy ra vụ án, ông Vu say rượu có đánh bà Mỹ phải đưa đến trạm xá xã Phong Hải điều trị. Tại đây, ông Vu đe dọa giết bà Mỹ vì sợ bố làm thật, Phình đưa mẹ lên ở nhờ nhà bác ở Simacai. Tối ngày 6 tháng 1 năm 2006, trong bữa ăn, ông Vu bắt Phình phải đi đón bà Mỹ về nếu không sẽ đánh chết Phình, sau đó Phình bỏ nhà đi. Khoảng 1 giờ sáng, Phình trở về thì ông Vu đã khóa cửa đi ngủ. Phình vì tức giận đã lấy khẩu súng bắn ông Vu, sau đó vác xuống mương nước, lấp xác rồi tìm cách xóa hết dấu vết tại hiện trường bằng cách san đất rồi cấy lúa lên. Khoảng một tuần sau, Phình đón bà Mỹ về nhà, lúc bà Mỹ hỏi đến ông Vu thì Phình chỉ nói là bố lấy quần áo bỏ đi. Bà Mỹ nghĩ rằng ông Vu đi vào với vợ cả ở Đắk Lắk. Sử vụ hai người trộm cắp tài sản là một cán bộ công an ở Đồng Tháp hy sinh. Ngày 22 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Hoàng Thọ, 42 tuổi, 19 năm tù về tội giết người và trộm cắp tài sản. Phạm Hồng Quy, 34 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang, 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 ngày 4 tháng 8 năm 2022, Tổ công tác công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo về việc Thọ và Quy trộm tài sản trên xe tải dọc theo tuyến quốc lộ N2B. Ngay sau đó, tổ công tác triển khai truy bắt. Tổ công tác yêu cầu Thọ và Quy dừng xe nhưng cả hai không chấp hành mà còn chạy xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng và tiêu hủy chứng cứ. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi và nhiều lần bắn súng chỉ thiên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Thọ vẫn chở Quy chạy với tốc độ cao, lạng lách, chống trả quyết liệt hậu quả đã gây ra tai nạn khiến thiếu tá hồ tấn dương hy sinh chuẩn bị chụp kỹ yếu nhưng cả lớp không đoàn kết nhóm nam sinh đập phá đồ trang trí cứ mỗi dịp cuối năm học sinh sắp tốt nghiệp cuối cấp ở hầu hết các ngôi trường lại nô nức rủ nhau chụp hình kỹ yếu khi đây không chỉ là bức ảnh để mọi người nhìn thấy nhau mỗi lúc thấy nhớ mà đó còn là kỷ niệm được lưu giữ ở cái thời đẹp nhất trước khi mỗi người bước ra trường với những sự lựa chọn riêng của mình Thế nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra một cách êm đẹp. Khi câu chuyện chụp ảnh kỳ yếu đã trở thành chủ đề để mọi thành viên trong lớp bàn tán tranh cãi, thậm chí là không nhìn mặt nhau chỉ vì những bức xúc không đáng có. Mới đây, một nữ sinh đã đăng tải đoạn clip với dòng caption đầy buồn bã rằng chuẩn bị cho kỳ yếu nhưng lớp không đoàn kết nên đành phá hết. Cụ thể từ video có thể thấy, tất cả mọi thứ đã được trang trí rất chỉnh chu và đẹp mắt, có bóng bay, có background và tất tần tật. Chỉ còn chụp ảnh nữa là xong, thế nhưng có lẽ vì một số xung đột nào đó ở trong lớp, vì một sự mất đoàn kết nào đó mà không tìm ra được tiếng nói chung, nên nhóm nam sinh đã bực tức mà phá hết. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận về nhiều bình luận trái chiều xoay quanh câu chuyện chụp kỷ yếu, khi việc bất đồng quan điểm là khó tránh khỏi ở bất cứ lớp nào. Một vài bình luận đáng chú ý được mọi người để lại bên dưới video. Lớp mình thì chia bè chia phái không có một tí đoàn kết nào nên thống nhất không chụp chung, ai thân với nhau thì tự chia ra chụp riêng. Chụp ảnh làm gì rồi sau này họp lớp có được mấy mạng, file ảnh thì cứ vứt vào sọt không khi nào nhìn đến, ra trường thì mỗi đứa mỗi nơi. Thực ra chụp kỹ yếu sau này còn có cái để nhìn lại làm kỷ niệm, nhưng mà nếu chi phí cao quá thì nên cân nhắc vì không phải ai trong lớp cũng dư giả. Vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước, nạn nhân bị sát hại Ngày 23 tháng 3, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo rộng rãi đến người dân và các đơn vị chức năng để truy tìm hung khí gây án trong vụ phát hiện thi thể người phụ nữ dưới mương nước, cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, thuộc địa phận thôn 6 xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Theo đó, công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân và các đơn vị liên quan khu vực gần nơi vụ án xảy ra, nếu phát hiện một thanh sắt dài khoảng 40 cm, một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu vàng kem một chìa khóa xe máy có dấu hiệu liên quan đến vụ án thì trình báo và giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Trước đó chiều 16 tháng 3, bà Phương 48 tuổi, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, đi làm đồng ở khu vực thuộc thôn 6, xã Vân Sơn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, không thấy bà Phương về nhà nên người thân tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện bà Phương tử vong dưới mương nước. Chiếc xe máy của bà Phương cũng được tìm thấy cách vị trí phát hiện thi thể khoảng hơn 20m. Nhận được tin báo, công an huyện Triệu Sơn và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an cũng đã bắt giữ một nghi phạm, tuy nhiên thông tin về danh tính nghi phạm và nguyên nhân gây án chưa được tiết lộ. Những quan chức cấp cao bị xử lý cùng với chủ tịch Võ Văn Thưởng. Đã có những thay đổi nhân sự lớn sau hai cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng và Quốc hội trong tuần này, nổi bật nhất là việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức Cuộc họp khẩn của Trung ương Đảng vào ngày 20 tháng 3 và cuộc họp bất thường của Quốc hội vào ngày 21 tháng 3 được quan tâm đặc biệt, chủ yếu liên quan tới sinh mệnh chính trị của ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo kết quả cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội cũng thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Thưởng. Trước đó một ngày, Trung ương Đảng đã họp bất thường và kết luận ông Võ Văn thưởng có những khuyết điểm và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Như vậy, sau các quyết định của Trung ương Đảng và Quốc hội, ông Võ Văn Thưởng đã thôi giữ các chức vụ gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, ông vẫn còn là đảng viên. Giới quan sát đánh giá, việc ông Thưởng mất chức là cần địa chấn của chính trị của Việt Nam. Xét hoàn cảnh, ông là chủ tịch nước trẻ nhất và được coi là thân tín với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông từng được coi như một hạt giống đỏ và học vấn cũng như quá trình làm việc khá giống với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi ông thưởng trời nhiệm, Việt Nam chưa có chủ tịch nước mới. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là lần thứ hai bà được giao chiếc ghế tạm quyền này. Trước đó, bà từng giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng. Từ lúc Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, cho đến lúc ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Theo quy định, để đạt tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước, cá nhân cần tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Tuy nhiên, bà Xuân chưa bao giờ là Ủy viên Bộ Chính trị. Do đó, dù đã giữ quyền Chủ tịch nước hai lần, bà Xuân sẽ không trở thành Chủ tịch nước, trừ trường hợp được tạo ngoại lệ cũng trong buổi họp ngày 21 tháng 3, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh. Hiện chưa có thông tin về quyết định cuối cùng của Quốc hội đối với tư cách đại biểu của ông này. Về mặt Đảng, vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trưởng ban kinh tế Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, có trình độ tiến sĩ. Ông là con trai của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Một trường hợp khác được xem xét trong cuộc họp bất thường hôm 21 tháng 3 của Quốc hội là bà Hoàng Thị Thúy Lan, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Trong buổi họp, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và quyết định khai trừ Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Thông cáo từ cuộc họp của Trung ương Đảng có nội dung: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đầu tháng 3, bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bị khởi tố tạm giam về tội nhận hối lộ. Đề nghị truy tố cựu công an nhận tiền tỷ lo lót cho tàu hút cát lậu. Liên quan vụ hút trộm 73.000 mét khối cát lậu tại vùng biển Cần Giờ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Trương Văn Trình, Trương Văn Thắng, cùng 39 tuổi, quê tỉnh Hải Dương về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và đưa hối lộ. 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội gồm: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 22 bị can trên, có bị can nguyên là cán bộ cục hậu cần, bộ công an và hai bị can nguyên là phó bí thư thường trực và phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Theo hồ sơ, từ khoảng tháng 2 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trinh đã trực tiếp tổ chức, điều hành nhiều tàu hút khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, vùng biển Cần Giờ, thu lợi bất chính. Căn cứ vào số sách ghi chép thu giữ, Xác định từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022 Trinh đã chỉ đạo khai thác được hơn 73.000 mét khối cát giá cát Trinh bán tại khu vực trên dao động từ 68.000 đến 75.000 đồng một mét khối riêng ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022 khi bị phát hiện bắt quả tang 8 tàu hút của Trinh đã hút được tổng khối lượng 6.600m khối cát giá cát vào thời điểm này là 840.000 đồng Mặc dù Trinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng cơ quan điều tra xác định Số tiền trinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép từ khoảng 13 tỷ đồng đến 24,6 tỷ đồng. Sau khi tàu bị bắt, Trinh trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người lo lót để các tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu. Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp, Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ cục hậu cần, bộ công an nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí lo lót là 3 tỷ đồng. Trương Văn Trinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản, cháu Trinh, chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng. Ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an gặp người có thẩm quyền. Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Trình. Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Tiếp đó, Thắng cùng ông Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, chồng của một chủ tàu bị tạm giữ, đến Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa và nhờ bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ký xác nhận, đóng dấu, phát hành sai quy định. Tuy nhiên đến ngày 27 tháng 5 năm 2022, Thắng và Trinh vẫn bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Quá trình điều tra, Trương Văn Trinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì Trinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Bùi Văn Cường cho Hưng mượn. Gãy cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu, một hộ dân thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ. Tối ngày 22 tháng 3, lãnh đạo huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã nắm được vụ việc hộ dân yêu cầu khảo sát hiện trạng cá nuôi bị chết được cho là ảnh hưởng bởi sự cố cánh quạt điện gió gãy rơi xuống chúng ao cá. Việc kê khai thiệt hại, yêu cầu bồi thường là quyền của công dân. Chính quyền sẽ xem xét cụ thể mức độ, nguyên nhân, thực tế thiệt hại để xem xét giải quyết. Một lãnh đạo huyện Hòa Bình cho hay người yêu cầu là anh Nguyễn Văn Kiên, ngụ ấp Vĩnh mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh bạc liêu. Theo đơn trình bày của anh Kiên gửi đến các cơ quan báo chí ngày 1 tháng 3. Trụ điện do số 8 rơi tua bin xuống ao cá nuôi nhà anh. Sự cố đã làm phóng điện khiến cá chết, có đến 15 ao cá nuôi đều chết do sự cố này. Sau đó, anh Kiên có đơn trình bày gửi đến chính quyền địa phương vào ngày mùng 5 tháng 3 để nhờ các đơn vị có liên quan khảo sát thiệt hại, đề nghị bồi thường. Ngày mùng 8 tháng 3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Bình cùng các đơn vị có liên quan đến cơ sở nuôi cá của anh Kiên để khảo sát. Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, có hiện tượng cá chết tại ao. Tại đây, Đoàn công tác đề nghị anh tự làm đơn kê khai số lượng ao, mức độ ảnh hưởng. Từ hướng dẫn này, anh kiên liệt kê thiệt hại chi tiết từng khoản đầu tư như tiền thức ăn, tiền cá giống, tiền cá lớn, cá nhỏ, vân vân. Tổng thiệt hại theo anh kiên ước tính hơn 167 tỷ đồng và anh kiên đề nghị công ty bồi thường số tiền trên cho anh. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 3, người dân sống gần khu vực trụ điện gió tại xã Vĩnh Thịnh bất ngờ khi cánh quạt của trụ tua bin số 8 rơi xuống đất. Cánh quạt này của nhà máy điện gió Hòa Bình 5, giai đoạn 1. Tại hiện trường, ba cánh quạt dài hàng chục mét bị gãy thành nhiều đoạn. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung ở khu vực này. Chiều cùng ngày, ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình đã chỉ đạo cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại. Rất may, sự cố trên không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Hòa Bình 5, giai đoạn 1 có công suất 80 MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng do công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền, nằm ven biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đám cưới đặc biệt, cô dâu chú rể trao nhẫn cưới trong phòng cấp cứu ở Lạng Sơn. Trong ngày trọng đại, thay vì tổ chức ở nhà, có sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè, đôi bạn trẻ Lạng Sơn phải trao những cưới bên giường bệnh. Câu chuyện cổ tích này diễn ra tối 22 tháng 3 tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Nhân vật chính trong câu chuyện này là chú rể Hoàng và cô dâu Ngọc Anh, cả hai người Lạng Sơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đô cho hay, 7 ngày trước đám cưới Chú rể Hoàng nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa tạng, tiên lượng tử vong. Trong khoảng thời gian điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ nắm bắt tình hình và biết bệnh nhân chuẩn bị làm đám cưới nên tập trung cứu chữa, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, hỗ trợ thở máy bảo vệ phổi. Đến hôm qua, ngày cưới chính thức, các thủ tục đám cưới vẫn diễn ra tại gia đình, còn phần trao nhẫn giữa cô dâu và chú rể thì diễn ra trên giường bệnh. Cô dâu Ngọc Anh cùng một số bạn bè, người thân đến bệnh viện trao nhẫn cưới cho chồng đang nằm cấp cứu. Cũng tại đây, anh Hoàng trao nhẫn cưới cho người vợ của mình. Bác sĩ Đô cũng cho biết, để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc điều trị cho bệnh nhân, lãnh đạo khoa đã xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện sắp xếp một buồn tách biệt để cô dâu và người thân đến trao nhẫn cho chú rể. Sự việc diễn ra trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Cũng theo vị bác sĩ, tình hình sức khỏe của nam bệnh nhân đã được cải thiện. Theo phát đồ điều trị hiện tại, Bệnh nhân có thể ra viện vào cuối tuần sau. Tai nạn liên hoàn ô tô con biến dạng kẹt vào gầm xe tải. Ngày 23 tháng 3, đội cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 22 huyện Củ Chi khiến ba tụ tô con biến dạng. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 22 tháng 3, dòng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Khi đi qua cầu An Hạ khoảng 200m thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa xe container, ô tô con và xe tải. Do bị kẹp giữa xe container và xe tải, ô tô con bị tông hư hỏng nặng, chiếc ô tô con biến dạng phần đuôi, trong khi đó phần đầu dính chặt và kẹt vào gầm đuôi xe tải. Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô thì có hai người, một nam một nữ, may mắn không có ai bị thương. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến cho giao thông qua khu vực này gặp khó khăn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông Tây Bắc có mặt điều tiết, phân luồng giao thông, giải quyết hiện trường vụ tai nạn. Sau đó, một xe cầu được điều đến, nâng xe tải lên để đưa ô tô còn kẹt vào gầm xe ra ngoài. Đến trước cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn này đã được giải quyết xong. khởi tố 6 thiếu niên vụ cầm dao phóng lợn đi xin mấy chục. Ngày 22 tháng 3, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội cướp tài sản liên quan đến vụ nhóm thiếu niên ở Hà Nội cầm dao phóng lợn đi xin mấy chục. Các đối tượng gồm Đặng Trung Khoa, 16 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Trần Gia Bảo, 16 tuổi ở quận Hoàng Mai, Đặng Lưu Gia Vĩ, Cao Nguyễn Hồng Thúy, Phùng Cầm Đan, Lê Thanh Thủy, cùng 15 tuổi ở quận Hoàng Mai. Quá trình điều tra, công an xác định Đan và Vĩ là hai người khởi xướng, cầm đầu nhóm cướp. Hai thiếu niên này tuyển đồng bọn là những thiếu niên bỏ học, không được gia đình quan tâm. Hàng đêm cả nhóm mang theo dao phóng lợn đe dọa người đi đường để cướp xe máy. Chúng thường nhắm vào các thanh thiếu niên ngang tuổi, đi xe máy không biển kiểm soát, đều hai ba người vì cho rằng các xe không biển kiểm soát có thể do vi phạm pháp luật mà có nên bị hại sẽ không trình báo. Đặc biệt khi cướp tiền của nạn nhân, chúng chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển khoản sợ bị phát hiện. Trước đó, rạng sáng 15 tháng 3, Vĩ, Thúy, Đan, Thủy và một số đối tượng khác mang theo phóng lợn, lượng lờ trên phố Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội tìm con mồi. Thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình, nhóm đối tượng chặn đầu xe, dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản. Chúng bắt nạn nhân mở cốp xe, đưa tiền. Khi nạn nhân nói không có tiền mặt và chỉ có thể chuyển khoản, các đối tượng hét lớn, không có tài khoản, chỉ xin mấy chục thôi rồi bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Tại trụ sở điều tra, bốn đối tượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác. Rạng sáng 14 tháng 3, nhóm thiếu niên này đã cướp một xe máy của anh Cường trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó rạng sáng 5 tháng 3, các đối tượng cướp xe máy của ba thanh niên khác ở quận Đống Đa. Cũng trong đầu tháng 3, nhóm nghi phạm dùng phóng lợn truy đuổi hai thanh niên để cướp xe khiến nạn nhân bị ngã. Tài sản cướp được cả nhóm đem bán trên mạng xã hội. Và chạm giữa tàu hỏa và xe máy, một shipper tử vong. Ngày 23 tháng 3, thông tin từ Ủy ban dân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến cho một thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 22 tháng 3, nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy băng qua đường tại km sau 980050 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua tổ dân phố số 5 của phường Thủy Châu thì xảy ra va chạm với tàu SE1 đang chạy theo hướng Bắc Nam. Cú va chạm mạnh làm cho nam thanh niên bị thương nặng rồi tử vong ngay sau đó. Phương tiện đi lại bị hư hỏng, thùng hàng sau xe bị văng ra xa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hiện trường, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã khai nhận đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi làm nghề shipper, trú trên địa bàn của thị xã Hương Thủy. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của người đàn ông đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức hậu sự. Theo chính quyền địa phương, vị trí xảy ra tai nạn là một lối đi mở tự phát, không có gác chắn và cảnh báo tự động, và từng được lực lượng chức năng đóng xào không cho xe cộ qua lại. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ nó cung cấp cái giấy tờ gì mà này này nó đi xuống tay không mà anh đi thế này ôi trời không có giấy tờ mà rồi đi hả làm rõ video cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật tốc tốc và cái kết những ngày qua mà xã hội xôn xao khi xuất hiện đoạn video với tiêu đề cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật tốc tốc và cái kết Đoạn video ghi lại cảnh tổ cảnh sát giao thông đang dừng kiểm tra hai xe tải, trong đó xe tải biển kiểm soát 81C chở hàng, thùng xe được phủ kín bằng bạc đen và xe tải biển kiểm soát 81H chở đầy mía. Trong đó tài xế xe tải 81C là người đã dùng điện thoại quay cảnh kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông đi xe biển số xanh biển kiểm soát 81A. Mở đầu đoạn video, tài xế xe biển kiểm soát 81C đã hỏi tài xế biển kiểm soát 81H cung cấp giấy tờ gì cho lực lượng cảnh sát giao thông nhưng không được trả lời. Tiếp đó tài xế này tiến đến chỗ xe của cảnh sát giao thông chất vấn cán bộ cảnh sát giao thông rằng: "Tài xế xe 81H đã cung cấp giấy tờ gì, sao lại đi tay không? Không có giấy tờ gì mà lại đòi đi?" Thậm chí tài xế này còn yêu cầu cán cả bộ cảnh sát giao thông phải kiểm tra kỹ giấy tờ của các xe mới được cho đi. Đoạn clip đăng trên mạng xã hội với tiêu đề Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm luật top top và cái kế kết đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Tuy nội dung của đoạn video không rõ ràng chưa xác định lỗi vi phạm của tài xế hay là vi phạm nghiệp vụ, ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng đã để lại nhiều ý kiến tiêu cực đến lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Theo tìm hiểu của phóng viên báo người lao động, tổ cảnh sát giao thông xuất hiện trong đoạn video là lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện Bắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Một phần trong đoạn video được đăng tải trên mạng đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Lãnh đạo của đội cảnh sát giao thông công an huyện Đắc Pơ cho biết, vào thời điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hành chính với xe tải biển kiểm soát 81C. Tài xế đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đề nghị tiếp tục di chuyển. Khi lực lượng cảnh sát giao thông chuẩn bị kiểm tra, Xe tải bị kiểm soát 81H thì tài xế xe tải bị kiểm soát 81C chưa rời đi và dùng điện thoại quay video. Tài xế này cho rằng cán bộ cảnh sát giao thông không kiểm tra giấy tờ đã cho xe phía sau đi. Thực tế thì anh em chưa kiểm tra, sau khi kiểm tra thì không phát hiện vi phạm. Vì này nói và cho biết, không rõ mục đích của tài xế về kiểm soát 81C quay video phát tán trên mạng xã hội. Đội cảnh sát giao thông cũng đã mời tài xế này đến làm việc, nhưng người này không tới. Từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán, ngân hàng nhà nước cho biết. Thời gian qua có không ít người dân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi như tự xưng là cơ quan chức năng như công an, thanh tra giao thông rồi đưa ra các tình huống khiến người dân mất cảnh giác, truy cập vào phần mềm và đường link có mã độc. Sau đó, bọn chúng vào tài khoản, thậm chí chiếm quyền kiểm soát điện thoại để lấy sạch tiền trong tài khoản. Để ngăn chặn tình trạng bỗng dưng khách hàng bị mất sạch tiền, giải pháp được xem là góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho chủ tài khoản là quy định được nêu tại quyết định 2345 mà ngân hàng nhà nước ban hành tháng 12 năm 2023. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 7, chuyển tiền bằng phương thức điện tử trên 10 triệu đồng một lần giao dịch là phải xác thực khuôn mặt. Cụ thể, chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần thì xác thực bằng mã OTP còn chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, người thực hiện giao dịch còn phải xác thực khuôn mặt. Mục đích là đảm bảo đúng là chính chủ đang thực hiện chuyển tiền. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước quy định tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày là phải xác thực bằng sinh chắc học. Nói một cách dễ hiểu là chuyển từ 10 triệu đồng trở xuống và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì không phải xác thực sinh chắc học. Khi tổng số tiền đã chạm 20 triệu thì đến lần chuyển tiếp theo dù chỉ chuyển một đồng, người thực hiện giao dịch phải xác thực sinh chắc học trước khi chuyển. Quy định này nhằm ngăn chặn thiệt hại cho chủ tài khoản khi kẻ gian rút tiền nhiều lần với số lượng lớn. Vì vậy, nếu khách hàng bị kẻ gian lấy tiền trong tài khoản thì tối đa là 20 triệu đồng. Sau đó, họ không thể bị mất được nữa dù đối tượng phạm tội có chiếm cả quyền điều khiển điện thoại của chủ tài khoản. Vì xác thực sinh chắc học là khuôn mặt thật chứ không phải hình ảnh cài trên điện thoại. Tức là người thực hiện chuyển tiền phải soi khuôn mặt mình vào ứng dụng, nhìn lên nhìn xuống để đảm bảo đây là hình ảnh sống và khuôn mặt của người thực hiện chuyển tiền được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học từ căn cước công dân gắn chip do bộ công an quản lý. Từ 1 đến 7, kể cả khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo rồi thì cũng có thể lấy lại tiền. Vì muốn chuyển vào tài khoản là người thực hiện phải xác thực sinh trắc học với giao dịch trên 10 triệu đồng. Còn trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của mình để chuyển tiền thì cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước gắn chip một năm miễn nhiệm hai chủ tịch nước và chuyển vọng chính trị Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chiều hôm 21 tháng 3 ra thông báo đã chấp nhận đơn xin từ chức của chủ tịch nước võ văn thưởng khỏi mọi chức vụ trong đảng và chính quyền. Sáng 22 tháng 2, Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường để chính thức bỏ phiếu về việc để ông thưởng từ chức chỉ một năm sau khi ông được bổ nhiệm. Ông thưởng được cho là có dính líu đến một vụ bê bối hối lộ liên quan đến nhà tập đoàn phúc sơn hiện tại đang bị điều tra và truy tố về các tội danh tham nhũng khác nhau. Các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy cho biết trong thời gian ông còn giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng ngãi 2011 đến 2014, một người thân của ông thưởng ở huyện măng thích tỉnh vĩnh long đã nhận 60 tỷ đồng từ phúc sơn được cho là để giúp ông thưởng xây nhà thờ họ. Việc ông thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất định chính trị mới ở việt nam. Kể từ đại hội 13 của đảng vào đầu năm 2021 đã có nhiều vụ cách chức và truy tố ở cấp cao, trong đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm ông Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo cấp tỉnh. Việc miễn nhiệm và thay thế nhanh chóng hai chủ tịch nước là đặc biệt đáng chú ý vì ông Phúc cũng bị cách chức vào đầu năm 2023 sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm giống như sự ra đi của ông phúc việc ông thưởng bị thay thế sẽ không dẫn đến các thay đổi chính sách tuy nhiên điều này vẫn gây ra quan ngại cho các nhà đầu tư nhiều nhà đầu tư đã tìm đến việt nam vì chính môi trường chính trị tương đối ổn định của việt nam so với các nước khác trong khu vực vậy nên thông tin ông thưởng từ chức khiến các nhà đầu tư bất an hơn nữa các vấn đề sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng và sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch tìm người kế nhiệm ông có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị nội bộ trước thềm đại hội đảng tiếp theo vào đầu năm 2026. Điều này sẽ càng làm gia tăng quan ngại của các nhà đầu tư. Tác động từ sự ra đi của ông Thưởng đối với tương lai chính trị Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phụ thuộc vào việc ai sẽ đảm nhận vai trò mà ông Thưởng để lại. Theo quy định hiện nay của đảng, tân chủ tịch nước sẽ phải hoàn thành đủ một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị nghĩa là các ứng cử viên tiềm năng hiện nay bao gồm Tổng Bí thư Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Trọng, người từng kiêm chức Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021, có thể được bầu lại chức vụ này, nhưng vấn đề sức khỏe của ông có thể là một trở ngại đáng kể. Ông Chính và ông Huệ dường như không quan tâm vì vị trí hiện tại của họ quyền lực hơn nhiều so với chức Chủ tịch nước. Điều này khiến ông Tô Lâm và bà Mai trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất. Ở tuổi 66, ông Tô Lâm có thể rất quan tâm đến vị trí này vì nó có thể cho phép ông tìm kiếm ngoại lệ đối với quy định giới hạn độ tuổi của đảng và được đề bạc cho vị trí tổng bí thư như một trường hợp đặc biệt vào năm 2026. Tuy nhiên, ông có thể e ngại về việc chuyển sang vị trí mới bởi vị trí bộ trưởng công an hiện tại của ông cực kỳ quyền lực, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra hiện nay. Trong khi đó, vai trò chủ tịch nước chủ yếu liên quan đến các nhiệm vụ mang tính lễ nghi, bà Mai cũng là một ứng cử viên khả dĩ cho chức chủ tịch nước, đặc biệt là trong mắt những người đang muốn cạnh tranh chức tổng bí thư. Điều này là do cơ sở quyền lực của bà Mai tương đối mỏng, khiến bà khó có thể tận dụng bệ phóng chủ tịch nước để cạnh tranh chức tổng bí thư vào năm 2026. Một lựa chọn khác là đảng sẽ bỏ qua các quy tắc và đề cử một chính trị gia khác người chưa hoàn thành một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị nhưng có khả năng mang lại sự ổn định cho hệ thống. Trong kịch bản này, các ứng cử viên tiềm năng có thể gồm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hay Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, các ứng cử viên tiềm năng hiện tại để thay thế ông Trọng có thể không ủng hộ quyết định này vì họ không muốn chứng kiến sự xuất hiện một ứng viên mới có khả năng cản trở cuộc đua giành chức tổng bí thư vào năm 2026 của họ. Do quá trình lựa chọn ứng viên phức tạp và thời gian hạn chế, nên đảng vẫn chưa đi đến quyết định thống nhất về việc ai sẽ thay thế ông Thưởng và phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ vai trò quyền chủ tịch nước cho đến khi đảng có quyết định cuối cùng. Trong bối cảnh đó, tình trạng bất định chính trị ở Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục. Một số nhà đầu tư có thể quyết định đợi cho đến khi mọi chuyện ổn định trở lại trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng, với khả năng một số các cuộc trao đổi song phương cấp cao có thể bị trì hoãn hay hủy bỏ. Chẳng hạn, do ông thưởng đang chờ bị miễn nhiệm, chuyến thăm Việt Nam của quốc vương Hà Lan, William Alexander và hoàng hậu Maxima dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 3 đã bị hoãn lại theo yêu cầu của phía Việt Nam. Ngay cả sau khi tân chủ tịch nước được bổ nhiệm, đấu đá chính trị nội bộ có thể sẽ tiếp tục kéo dài cho đến năm 2026, trừ khi một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng cho vị trí tổng bí thư được công bố. Trong thời gian đó, các nhà đầu tư và đối tác của Việt Nam sẽ phải chấp nhận thích nghi với thực tế chính trị mới của đất nước. Tòa buộc ban quản trị trung cư 24AB mở lại nước sinh hoạt cho cư dân. Từ ngày mùng 5 tháng 2, tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Lưu Thị Thu Trang, cư dân trung cư và bị đơn là ban quản trị trung cư 24AB, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh và đơn vị quản lý vận hành chung cư là công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia. Theo đó, tòa buộc bị đơn là ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành mở nước sinh hoạt cho căn hộ của nguyên đơn. Sau khi có quyết định của tòa, ngày 6 tháng 2, Tri Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã ra quyết định thi hành. Đến ngày 15 tháng 3, Tri Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh phối hợp với chính quyền địa phương thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án. Tuy nhiên, Đến nay ban quản trị và đơn vị vận hành vẫn chưa mở lại nước sinh hoạt cho cư dân vì ban quản trị cho rằng họ chỉ là đại diện cho cư dân nên không thể tự ý mở nước cho căn hộ đang thiếu nợ kinh phí bảo trì. Muốn mở nước thì phải xin ý kiến cư dân thông qua hội nghị nhà trung cư. Còn phía đơn vị quản lý vận hành nhà trung cư thì cho rằng họ được thuê để vận hành và quản lý nên không thể làm trái với nội quy nhà trung cư. Nội dung vụ án thể hiện khoảng tháng 1 năm 2023, hộ bà Trang bị ban quản trị trung cư phối hợp với công ty vận hành quản lý nhà trung cư cắt nước sinh hoạt hàng ngày bằng cách đóng van nước, khóa tủ kỹ thuật và dán niêm phong tủ kỹ thuật. Sau đó, bà Trang nhiều lần gửi ý kiến đến ban quản trị, ban quản lý trung cư, chính quyền địa phương yêu cầu mở lại nước sinh hoạt cho gia đình tôi nhưng không có kết quả. Không còn cách nào khác, bà Trang khởi kiện ra tòa yêu cầu buộc ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành trung cư phải mở lại nước và bồi thường thiệt hại trong thời gian bị cắt nước. 300.000 đồng một ngày. Đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh thụ lý vụ án nêu trên. Phía bị đơn thì cho rằng, do cư dân không đóng kinh phí bảo trì trung cư, 150.000 đồng một căn hộ một tháng nên ngưng cung cấp dịch vụ. Còn phía nguyên đơn cho biết, một số căn hộ trong trung cư tạm thời ngưng đóng phí bảo trì bởi nhiều lần yêu cầu ban quản trị giải trình về việc sử dụng quỹ bảo trì của trung cư vào các mục chi sai quy định. Chứng từ thu chi không rõ ràng, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên phát sinh tranh chấp. bằng nhóm đi ô tô từ Kiên Giang ra Sầm Sơn cướp giật lĩnh án. Ngày 23 tháng 3, thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội cướp giật tài sản xảy ra tại lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 do Trịnh Ngọc Quẹo sinh năm 1988, ngụ ở ấp Tân Điền, xã Dục Thượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cầm đầu. Theo cáo trạng, tối ngày 22 tháng 4, tại lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội sự Đức Biển 2023, Trịnh Ngọc Quẹo đã tập hợp thuê xe ô tô đi các tỉnh phía Nam ra thành phố Sầm Sơn để thực hiện hành vi cấp giật tài sản của du khách. Tại đây, Trịnh Ngọc Quẹo đã tổ chức và chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho những người trong nhóm tạo tình huống sâu đầy, giật tài sản và ngăn cản người khác bị phát hiện hành vi phạm tội của mình, cất giấu tài sản cấp giật bằng thủ đoạn nói trên trịnh ngọc kẹo cùng 22 đồng phạm cướp giật tổng cộng 23 dây chuyền 9 mặt dây chuyền bằng kim loại gồm vàng bạc đá quý của nhiều du khách tham gia lễ hội tổng giá trị trên 213 triệu đồng với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Trịnh Ngọc Quẹo 11 năm tù, các bị cáo còn lại từ 7 đến 10 năm tù. Người phụ nữ bán vé số chết thương tâm dưới bánh xe tải Sáng ngày 23 tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bán vé số tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày tại km 1785 350 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đường Khánh Xuân, thành phố Bơ Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1979, ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điều khiển xe tải lưu thông ở trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông, Đắk Lắk. Theo ghi nhận ban đầu, Ông Lộc dừng xe ở bên đường cho người bốc vác xuống xe rút tiền. Sau khi rút tiền xong, ông Lộc cho xe chạy. Cùng lúc bà Nguyễn Thị Phương sinh năm 1963 ngủ ở thành phố Buôn Ma Thuật, đang đi bộ qua đường. Lúc này, bà Phương đi bộ vào điểm mù của xe tải, tài xế không chú ý quan sát nên gây tai nạn khiến cho nạn nhân tử vong. Theo xác nhận ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không chú ý quan sát. Qua kiểm tra nồng độ cồn về khí thở của Nguyễn Tấn Lộc là 0,056mg trên lít khí thở. Được biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà Phương đang đi bán vé số dạo. Quan điểm của Việt Nam trước tranh cãi của Trung Quốc, Philippines về yêu sách trên biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách trái luật pháp quốc tế vi phạm chủ quyền của Việt Nam sau khi bộ ngoại giao Trung Quốc và Philippines lời qua tiếng lại về cái gọi là quyền lịch sử trên biển Đông. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3, trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao Trung Quốc Người phát ngôn bộ này là ông Ung Văn Bân khẳng định Trung Quốc có quyền lịch sử trên biển Đông. Nguyên do là ông này nhận được một câu hỏi liên quan phát ngôn của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr về yêu sách đường đứt đoạn của Trung Quốc trên biển Đông. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc kế đó ngang nhiên cho rằng Trung Quốc là nước đầu tiên thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với Nam Hải, Chư đảo và các vùng biển liên quan. Nam Hải, Chư đảo là cách Trung Quốc gọi những quần đảo trên biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cũng theo ông Ung Văn Bân, phía Philippines nên ngừng xuyên tạc quan điểm của Trung Quốc, không sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động và cậy nhờ thế lực bên ngoài để phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực. Đáp lại, ngày 17 tháng 3, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố khẳng định nước này từ lâu đã có chủ quyền và thực hiện quyền kiểm soát hành chính đối với Bajo de Masinloc, cách Philippines gọi bãi cạn Scarborough, cũng như nhiều thực thể khác ở phía tây Palawan mà hiện nay tạo thành nhóm đảo Kalayan, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phía Philippines cũng bác bỏ cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông cùng những yêu sách của nước này là vô căn cứ. Philippines chưa bao giờ lợi dụng vấn đề Biển Đông để làm gia tăng căng thẳng, đánh lừa cộng đồng quốc tế hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Philippines kêu gọi Trung Quốc xem xét lại quan điểm và yêu sách vô căn cứ của mình, Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh. Ngày 23 tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam trước các phát ngôn của Philippines và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phản đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Liên quan đến các yêu sách ở Biển Đông trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp. Với công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, lập trường của Việt Nam là luôn rõ ràng, nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần. Theo đó, Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách này. Việt Nam mong muốn các quốc gia liên quan thực sự tôn trọng và tuân thủ các quy định của công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tìm kiếm các giải pháp cơ bản lâu dài ở biển Đông. Cuộc vây bắt trùm ma túy trên cao tốc Hòa Lạc. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, lần thứ hai vụ án Nguyễn Hữu Hoa, 46 tuổi và Nguyễn Văn Bảy, 40 tuổi, cùng ở Hà Nội theo dự kiến được tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử tiếp các bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm tiếp tục được tạm dừng. Theo hồ sơ vụ án, ban đầu Hoa khai, khoảng tháng 12 năm 2022, bị cáo quen với người đàn ông tên Súa ở Mộc Châu, Sơn La, nhưng không biết địa chỉ nơi ở và số điện thoại. Hoa biết Súa có nguồn ma túy nên bị cáo liên hệ để mua. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, Hoa hẹn bảy rủ lên Mộc Châu, Sơn La để mua ma túy về bán kiếm lời. Bị cáo thuê anh Dũng, tài xế taxi trở lên Mộc Châu gặp đối tác. Chiều cùng ngày, đến nơi, Hoa xuống xe, bảo Dũng và Bảy đi đâu đó chờ, khi nào xong việc bị cáo sẽ gọi để đón. Sau đó, Hoa đến điểm hẹn chờ Súa và được một nam giới đi xe máy tới đón, đi khoảng 40 km đường rừng để gặp Súa. Hoa được Súa dẫn đi bộ sang bên kia biên giới Việt Lào, tới chỗ người bán ma túy. Hoa được Súa thông báo, số ma túy tổng cộng 640 triệu đồng. Bị cáo đưa 420 triệu đồng, còn nhận nợ số tiền còn lại. Dạng sáng hôm sau, theo lời dặn của Hoa, Súa bảo hai người đàn ông mang theo bao tải chứa ma túy bên trong, đồng thời gọi cho bị cáo. Hoa gọi điện thoại cho tài xế và bạn tới đón ở khu vực cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 2023, Hoa cầm theo bao tải, ban đầu để ở hàng ghế sau bảy ngồi, xong sau đó cất vào cốp xe. Khi tới địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhóm Hoa bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ cùng lượng lớn ma túy các loại, súng ngắn, đạn. Trước khi bị bắt, đưa ra xét xử Hoa và Bảy đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát công an quận Tây Hồ. Hai người đàn ông này được phát hiện có những dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng liền lên kế hoạch đeo bám. Trong lần các đối tượng bị bắt giữ thì không phải là lần đầu các đối tượng lên các khu vực nói trên với Mark đi du lịch. Sau khi bị bắt giữ, Bảy không nghĩ mình xa lưới dễ dàng như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo làm dậy sóng sau trận thua của Việt Nam trước Indonesia. Đoạn clip về tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo được đào lại với tâm điểm phân tích về triết lý bóng đá. Đó là pha lập công của Vũ Văn Thanh và lưới Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam có tổng cộng 54 đường truyền liên tục đầy mãn nhãn và Văn Thanh lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 4-0. Không phải ngẫu nhiên bàn thắng đẹp mắt của Văn Thanh được nhắc lại bởi sự tranh luận trên mạng xã hội diễn ra về triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Chu Siê. Ông Park từng bị phủ nhận sạch sẽ về sự thành công cùng tuyển Việt Nam với quan điểm chỉ biết phòng ngự phản công và thụ động về lối chơi. Huấn luyện viên Chu Xie được đề cao với lối chơi kiểm soát bóng, chuyển nhiều. Lúc này, cuộc tranh cãi về huấn luyện viên Park Hang Seo và huấn luyện viên Chu Xie dường như không còn giá trị theo kiểu quan điểm cá nhân hay đánh giá cảm tính. Vì kết quả thực tế được chứng minh sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia, một loạt ảnh chế xuất hiện với hình ảnh thủ môn Indonesia ngồi chơi, bởi cả trận đấu thì tuyển Việt Nam chỉ có hai cú sút và không có lần nào chúng khung thành. Phần lớn ý kiến đặt ra câu hỏi về triết lý của huấn luyện viên Chu Bởi nhà cầm quân người Pháp luôn nói về chuyện nâng tầm tuyển Việt Nam hay triết lý mới vươn ra châu lục và thế giới. Tuy nhiên, lối chơi của tuyển Việt Nam không rõ ràng, thiếu mảng miếng trong các pha tấn công. Hơn hết, Việt Nam từng thắng tuyển Indonesia với tỷ số cách biệt 3-1 và 4-0 ở vòng loại World Cup 2022. 7 bàn thắng vào lưới Indonesia sau 2 trận cho thấy sự hiệu quả về lối chơi của tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tình cảnh bây giờ trái ngược là Việt Nam đá 2 trận đều thua và không ghi được bàn thắng. Kết quả thất vọng của tuyển Việt Nam tạo ra hiệu ứng lớn liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ nỗi nhớ huấn luyện viên Park, khắc tinh của huấn luyện viên Sinte Yong và Indonesia trong hơn 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam. cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày